Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Am English and welcome back to my channel. Uh, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Am English và hôm nay là chuỗi các video clip về học về các quy tắc đánh vần trong tiếng Anh. Uh, học cái này để làm gì? Thứ nhất để chúng ta có thể uh, đọc được các cái từ hoặc là nói được các cái từ một cách chính xác nhất và chúng ta biết được là cái từ đấy mình đọc đúng hay đọc sai nhờ vào cách là mình có thể ghi được phiên âm của tất cả những cái từ đó, kể cả những cái từ mà mình không biết nghĩa luôn. OK. À, thứ hai đó là nó sẽ nhằm phục vụ cho mục đích là chúng ta sẽ chỉnh sửa các cái âm mà ngày xưa chúng ta đang đọc sai, à, rất nhiều âm, à, rất nhiều âm mà mình đọc sai à, từ ngày xưa và mình đang thành thói quen. Chính vì vậy khi mà chúng ta học được những quy tắc này rồi à, cộng với các cái à, bài tập rèn à, luyện để chúng ta có thể thay đổi cái thói quen à, ngày trước mình hay đọc sai. OK. So we come back the lesson today. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại về quy tắc tiếp theo Đó là quy tắc số 9 à, Quy tắc số 9 đó là quy tắc từ có chứa O cộng một phụ âm cộng E cuối từ Được chưa ạ? À, nếu mà ai chưa xem các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 8 Thì mọi người có thể thì mọi người có thể lên kênh youtube Am English để xem lại các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 8 à, Và thứ hai là À, nếu mọi người thấy các bài học mà Thanh chia sẻ hay và hữu ích thì mọi người cho Thanh một like và share uh, video clip này và subscribe kênh YouTube của I'm English để đón chờ uh, những quy tắc tiếp theo, những bài học tiếp theo uh, để chúng ta có thể học hỏi hàng ngày. OK, so come back to the lesson, chúng ta sẽ quay lại bài học ngày hôm nay nhé. Quy tắc số 9 từ có chứa o cộng một phụ âm cộng e và cái quy tắc này là đứng cuối từ. Rồi, ở đây how to pronounce the words uh, vẫn câu hỏi hàng ngày thôi ạ. Uh, mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Đầu tiên, đó là từ uh, mọi người chú ý cho thanh về cái âm o mà thanh thanh in vàng ở đây đúng không Chữ o này này. Mọi người sẽ xem nó đọc thành chữ gì nhá. Và thứ hai mọi người có thấy một điểm chung của ba cái từ này là gì không ạ? Đó là e ở cuối từ đúng không? Chữ e ở cuối từ thì đã nhắc giờ rồi. Nếu mà các bạn thấy xuất hiện chữ e ở cuối từ thì chữ e này là âm câm, tức là mình sẽ không được phát âm ra cái âm e này được chưa? Ok, cái từ này mọi người hay đọc thành alone đúng không? Yes. Tuy nhiên bản chất không phải đọc như vậy mà cái âm o này nó sẽ đọc thành âm o. Nó mình sẽ đọc là alone, alone, o, alone, alone, right? Alone, alone. Next one. Mọi người hay cái từ cái từ điều khiển đúng không? Mọi người hay nói là uh, remote đúng không? Remote là mọi người mặc nhiên cái âm chữ o này mọi người sẽ phát âm thành âm o chữ o ở trong tiếng việt nhưng tuy nhiên cái phần này nó không phải như vậy mà nó sẽ được phát âm thành âm o luôn đó và mình sẽ đọc là remote 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 yes next one từ cái từ này là phản đối đúng không chống đối phản đối nó sẽ đọc là oppose 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 oppose, oppose. oppose. Được chưa? rồi thế mọi người có thấy cái cách mà mọi người hay đọc hàng ngày thì nó có vấn đề gì không ạ ok rồi à, thường mọi người hay đọc cái chữ ô trong những cái từ này thành uh, cái âm o ở trong cái từ này thành chữ ô ở trong tiếng việt ok chính vì vậy chúng ta sẽ phải chỉnh sửa dần dần và quy tắc ngày hôm nay là gì chúng ta sẽ sang cái phần slide tiếp theo nhé để, để chúng ta xem là quy tắc ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là quy tắc cái gì quy tắc số 9, đó là từ có chứa o cộng một phụ âm cộng e đứng cuối từ. Rồi, thành phân biệt quy tắc số 8 với quy tắc số 9 nhá. Quy tắc số 8 cũng là tương tự là từ có một âm tiết và chứa o cộng một phụ âm cộng e, được chưa? Đấy là quy tắc từ có một ở uh, quy tắc số 8, từ có một âm tiết có chứa o cộng một phụ âm cộng e. Đúng không? Thì o ở đây sẽ được phát âm thành âm âu Đó. Tuy nhiên, quy tắc số 9 nó có một số một cái điểm khác biệt một xíu thôi, đó là từ này là từ có chứ o cộng một phụ âm cộng e đứng cuối từ không cần biết là là mấy âm tiết đúng không ạ đứng cuối từ thì đã là cái từ mà đứng cuối từ tức là nó sẽ có trọng âm đúng không trọng âm thì là rơi vào chính cái chữ o đó nhớ nhé trọng âm sẽ rơi vào chính cái chữ o đó và chữ o đó thì thành đọc thành âm âu rất giống quy tắc số 8 đấy chưa o đọc thành âm âu chứ không phải chữ o ở trong tiếng việt mọi người hình dung cho thế nhá o đọc thành âm o chứ không phải chữ ô ở trong tiếng việt không phải âm ô ở trong tiếng việt đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cách đọc của mình dần dần và bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần uh, cách đọc cái âm ô này nhé. thực tế cách đọc cái âm ô này thì thanh đã hướng dẫn khoảng hai ba bài trước rồi à, bài số 8, quy tắc số 8 cũng đã nhắc lại rồi à, để bây giờ thanh sẽ hướng dẫn lại qua cho mọi người cái đọc âm hôm nay thanh hướng giới thiệu luôn hai âm đó là âm ô và âm ô bởi vì sao à, tức là mình có quy tắc là khi mà o cộng một phụ âm o cộng một phụ âm cộng e đúng không ạ à, thì chữ o này sẽ được đọc thành âm âu tức là o và u đó tuy nhiên thì khi mà các bạn tra từ điển thì nó sẽ có trường hợp đó là à, cái từ đấy nó sẽ có hai cái đọc nó có thể đọc là âu hoặc là đọc thành âu cái này đều đúng nhá bởi vì sao bởi vì nó là chỉ khác nhau giữa anh anh và anh mỹ thôi còn hai cái âm này nó khá là tương đương với nhau bởi vì trong anh anh thì mình có anh, âm âu và âm ơ ờ, u này nữa nhưng mà trong anh mỹ nó chỉ có âm o u thôi thế nên là chúng ta sẽ học quy tắc thông dụng nhất đó là âm o u được chưa rồi à, cách đọc của cái nguyên âm đôi à, nguyên âm đôi là nguyên âm được ghép bởi hai nguyên âm đơn đúng không o u là ghép đỡ chữ âm nguyên âm o là nguyên âm u o thì đọc với thanh ngang ok là o thì vẫn đọc là o rồi u thì đọc với thanh huyền tức là mình thêm cái dấu huyền vào tức là giọng, giọng đi xuống là u đúng không? Chính đấy, nó sẽ đọc là o o o, o u. đó. Ok. Chúng ta lưu ý nhé nó sẽ không được phép âm thành âm o như thế này nhá. Rồi nhiều người đọc thành âm o hoặc là nhiều người đọc thành âm chữ o á, để chữ không ngoài vậy nhá. Nó sẽ là o o o repeat after me. O o o yes, good job. Đó. Tiếp theo, cái âm o u này cũng tương tự thôi. Ơ thì vẫn đọc là ơ thanh bằng, và u thì đọc thành u đúng không và mình sẽ đọc là ờ ờ ờ nó chỉ có một điểm khác duy nhất giữa hai cái âm này thôi rất là nhỏ nhỏ thôi ạ o thì là môi tròn o o đúng không ơ thì môi nó hơi căng ra một xíu ờ ờ ờ ơ đúng không yes còn o là o u đó thì nên là đó là một điểm khác biệt duy nhất thôi. thế nên là không có, có gì quá quan trọng cả. chúng ta vẫn à, đọc các quy tắc thành âm ô hoặc là ơ cũng được, không sao hết. được chưa? rồi đấy là bắt cách đọc của các à, cách đọc của cái âm o và âm ơ này. được chưa? À, mọi người có thể xem khi tiết lại các cái bài trước, thanh đang hướng dẫn rất chi tiết rồi. ở à, đây thì chỉ nhắc lại thôi. được chưa? rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cùng phân tích trở thành cái hàng đầu tiên rất là chi tiết và tỉ mỉ nhá. Thứ nhất đó là chúng ta học quy tắc gì nhỉ? À, trong từ mà có O cộng phụ âm cộng E đúng cuối từ thì trọng âm sẽ rơi vào chính cái âm O này, đúng không? Và O ở đây sẽ được đọc thành âm O. Đúng ạ. Vậy cái từ này mình sẽ đọc là devote. 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 De devote mọi người lưu ý cho thanh nhá cái âm gì này nó sẽ không được nhấn trọng âm thế nên là nó phải đọc đi xuống đi đấy đi đúng không thì mình sẽ thêm dấu huyền nữa là gì thì nhấn trọng âm thì đọc sẽ đọc đi lên và còn dễ nhất là chúng ta thêm dấu sắc ở đúng không mình sẽ là vote vote chính xác vậy mình đọc cái từ này là gì vote chưa devote devote next one rồi trong từ có xuất hiện o cộng phụ âm cộng e mà đúng cuối từ thì o nhấn trọng âm sẽ vào cái chữ o đó đúng chưa và thứ hai o đọc thành phát âm thành o và cái từ này mình đọc là từ đầu tiên không được nhấn trọng âm là come come cơm đúng không thêm dấu hiền cơm pose compose 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 great next one tương tự o cộng phụ âm cộng e đây đọc thành âu đúng không? E cuối từ là âm câm nhá, cho nên mọi người sẽ không thể xuất hiện ở trong phần phiên âm của mình đâu. Và cái này mình sẽ đọc là k note c note c note. Next one. Tương tự, mọi người đọc ra thành nào? Yes. Re Ok, revoke. Nhớ ending sau là ca nhé Revoke. 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 Next one. D. De... Depose. Depose 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 great right, next one per per pose pose cái chữ pr này mọi người cố gắng phát âm cho thanh này per 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 nó sẽ không phải là pr mà nó sẽ phát âm nối với nhau hơn pr, pr 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 đúng không yes cho nên mình sẽ đọc là per prose sorry propose okay propose 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 tương tự mình có từ im thì là im right implode 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 next one a oppose 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 next one in enclose 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 in encode 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 days, one days, dispose, 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 Im, impose, 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 rất dễ đúng không ạ? Rồi quan trọng là chúng ta đã biết quy tắc rồi thì chúng ta sẽ phải luyện tập nhiều lần để nó nhớ quy tắc và thứ nhất, cái thứ hai là nó uh, mình có thể um, đọc được chính xác cái âm âu này chứ không phải mình sao đọc... âm ô. Nhiều người hay đọc là devote, devote hoặc là compose hoặc là connote không phải vậy nó là âm Âu nhá rồi next one phần thứ hai à, tương tự các phần trước thì cái phần này thanh chỉ đọc à, phân tích cái dòng đầu tiên thôi còn ba dòng tiếp theo mọi người sẽ về nhà luyện đọc cho thanh và nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người có thể lên mọi người có thể ghi âm à, cái phần đọc của mình trong đó gửi lại cho thanh thì thanh sửa bài cho mọi người nhá ok mọi người sẽ inbox cho thanh trên facebook rồi Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái phần này Rất là đơn giản đúng không ạ? Mỗi hôm chúng ta học một quy tắc rất là nhỏ thôi Ok Trong từ mà có xuất hiện O cộng phụ âm cộng E Thì O sẽ được phiên âm thành âm O đúng không? Và cái từ này mình sẽ đọc là Expose Trọng âm sẽ rơi vào pole luôn Expose Expose Tương tự O, E thì là old E câm bỏ Và là ex Explode 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 Đúng không? explode. Ok, next one. O này. Thì là condone. 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 Next one. In, intone. Intone. Mọi người lưu ý nhé, cái âm N này cũng là ending sound. Tức là cũng là âm cuối. Cho nên mọi người sẽ phát âm là Ừ, mm, Thế mm, mm. nên mình sẽ đọc In ừ in tone đó in tone in tone đó lưu ý rồi thì mình có ba dòng tiếp theo đó là bài tập về nhà cho mọi người mọi người lưu ý là làm theo hướng dẫn à, đọc về phần phiên âm không được nhìn mặt chữ nhé mọi người sẽ nhìn vào phiên âm để đọc cái từ đó sau đó sẽ luyện tập và trả bài trên facebook à, mọi người sẽ inbox trên facebook mà trả bài cho thanh thì xanh sẽ chữa bài cho từng người một ok đó là bài tập ngày hôm nay Và Thanh hy vọng là bài tập ngày hôm nay sẽ hữu ích cho tất cả mọi người Nếu mà mọi người thấy video clip của Thanh hay Thì hãy cho Thanh một like, share và subscribe kênh youtube của amanglish English Để đón chờ rất nhiều các cái chuỗi bài học à, Thanh nói là một chuỗi bài học nhé Bởi vì Thanh thường là không làm các cái video clip riêng theo chủ đề Thế nên là ví dụ đây là chuỗi bài học về đánh vần tiếng Anh Có chuỗi bài học về phát âm Có chuỗi bài học về các chủ đề giao tiếp tiếng Anh Có các cái chuỗi bài học về... Uh, các cái tips để học tiếng Anh sao cho hiệu quả uh, Mặc đặc biệt là Đối với người đi làm Thì uh, những cái tips này Thanh nghĩ là hiệu quả cho tất cả mọi người Nên là Thanh hy vọng Mọi người sẽ subscribe kênh Youtube của amanage Để đón chờ những video tiếp đó nhé Ok, that's it uh, Thanks for watching my video and see you next time Bye